Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng 3 bánh máy xăng. Bộ này thì trang bị đồ để cho các bạn có thể sử dụng mà chở được khoảng 1 tấn hàng. Trước tiên là với một cây cầu có chiều rộng là 90 cm, nắp bánh lên là 1 m, một cặp bánh 500-12 các bạn nhé. Sức tải cặp bánh này là hơn 500 kg một bánh. Một bộ nhíp 6 lá, phụ kiện đầy đủ, phụ kiện phanh chân, một bộ số mạnh, một bộ các đăng và một bộ số tiến lùi kết hợp số mạnh các bạn nhé. Vậy là bộ này có tới 2 bộ số mạnh luôn. 2 bộ số mạnh này kết hợp thì với những cái dòng máy 110 các bạn tự chế đấy có thể chở được khoảng 1 tấn là chuyện bình thường. Và với bộ nhíp 6 lá này thì cũng không xi nhê gì cả. Bộ phụ kiện thì rất là đầy đủ. Thì chọn bộ cái bộ phụ tùng này mình đang bán với giá là 6.800.000 đồng, chưa bao gồm cước vận chuyển các bạn ạ. Đấy, bộ này vận chuyển thì nó rơi vào khoảng 4-500 vì nó toàn đồ nặng thôi. Hai quả bánh rất là nặng, cầu và đôi nhíp thì tới khoảng gần 10 cân một cái nhíp. Đấy, nhíp thì khoảng 10 kg. Số phụ thì khoảng 9 kg, cầu thì khoảng 23 cân, và cái bánh thì khoảng 10 mấy kg một cái đấy. Thì nó sơ sơ nó rơi vào khoảng 6-70 kg rồi. Thì giá thành vận chuyển thì nó rơi khoảng, tùy theo vùng miền thì các bạn là sẽ tính ra được. Các bạn cứ tính ra cao nhất là 500-600 tiền vận chuyển. Các bạn xem trên video nhé. Phụ kiện thì chỉ như trong video này thôi nhé. Đấy, các bạn mua thêm gì thì phải tính thêm tiền. Đấy. Phanh phiếc như thế. Chân phanh là mình không đưa vào trong này, bởi vì trên xe máy thì thường thường nó có sẵn chân phanh rồi. Mình chỉ đưa thêm cho các bạn phụ kiện đủ để làm thôi. Phụ kiện đũa phanh, tai phanh và rằng phanh là đầy đủ hết. Gối cầu có luôn, nhíp nhiếc phụ kiện đầy đủ. Đấy, còn lại chân phanh thì bớt được tiền cái nào đi thì hay cái đấy, còn không thì các bạn mua thêm. Chân phanh thì về mua thêm thì cũng vứt đi thôi, vì xe máy nó có rồi, tự nhiên mua thêm làm gì nữa. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ video cho mọi người khác cùng xem. Xin chân thành cảm ơn.